Cần sen dở trà treo chọc lúc hoàng thượng đang ngủ say và cái kết. Đây chắc chắn là cơ hội ngàn năm có một của tôi mọi người ạ. À, đó chính là lúc hoàng thượng ngủ say thế này nè. Tôi cũng tò mò muốn khám phá xem cái lưỡi của nó dài cỡ nào. Thế mà kéo ra hết cỡ rồi, kiểm ra đủ kiểu mà hoàng thượng nhà ta vẫn không chịu dậy á trời. Hay có khi nào nó bất tỉnh nhân sự hoặc đã đi bán muối rồi không? Lầy mãi mà vẫn không chịu tỉnh. Tới lúc này tôi bắt đầu hoảng loạn các thứ rồi. Cứ càng lay càng mạnh mà nó vẫn không chịu mở mắt. Mamma mia. Tới cái đoạn này là tim sen chậm mất mấy nhịp rồi, chuẩn bị khóc lóc các thứ, thì con báo đời này giật mình dễ kiểu. Đây là đâu? Tôi là ai? Xong nhắm mắt ngủ khò khò tiếp. U là trời, ngủ kiểu này có người vô nhà bế sen của nó đi chắc không ai biết quá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.